Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một ca nâng mũi sụn nhân tạo tại Hàm Y Viện Bác Sĩ Long vừa được bác Long thực hiện xong ha. Thì đây là dáng mũi của chị khách hàng trước khi phẫu thuật á. Thì dáng mũi của chị trước khi phẫu thuật thì cái vôi mũi nó hơi khá ngắn so với khuôn mặt, ngay phần giữa góc mắt của mình gần như là nó không có sóng luôn. Chính rồi, khi một cái nữa là phía trước đầu mũi của mình á, nó không có dáng sóng, nên nhìn cái đầu mũi mình lúc nào nó cũng hơi no tròn, và chân cánh lỗ mũi của mình nó hơi bị hở, hơi khá rõ hơn so với cái phôi mũi của mình. Thì đây là dáng mũi sau khi được phẫu thuật xong ha. Thì mũi của chị chọn là mũi sống nhân tạo. Thì khi mà sử dụng sống nhân tạo này á, nó chỉ có một cái ưu điểm á, là mình sẽ cải thiện được độ cao cân đối so với khuôn mặt của mình. Thì đây, góc mũi lúc ban đầu nó bị thấp nè, bây giờ mình đã cải thiện bằng một độ cao nè. Phía trước đầu mũi bây giờ á, nó cũng được nhìn thanh hơn và nó gọn hơn rất là nhiều, nó không còn bị to tròn nữa. Mình có thể thấy là cái khuyết điểm lúc ban đầu là hai cái phần lỗ nó thấy hơi khá rõ nè, thì bây giờ nó cũng đã được kín hơn nhiều so hơn lúc ban đầu. Đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem góc nghiêng của chị khách hàng này ha. Thì góc nghiêng chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái khuyết điểm của mũi mình là ngay phần giữa góc mắt nè, sống thấp. Chính giữa hông sống thì nó có một độ khóc nhẹ, nó làm cho dáng mũi mình nó không được thanh. Kèm theo đó là đầu mũi mình nó cũng hỉnh, nó hở, nó làm cho cái phôi mũi mình nó không được kín cho lắm. Thì đây là dáng mũi sau khi phẫu thuật nâng mũi bằng sụn nhân tạo, thì đã được cải thiện bằng độ cao ngay phần giữa góc mắt của mình nè. Phía trước chính giữa hông mũi của mình nó không còn bị cái khóc nữa, và đầu mũi bây giờ nó được cũng nhỉnh hơn lúc ban đầu. Nhìn nó phôi mũi mình bây giờ nó thanh hơn, nó dài hơn và nó kín hơn. Đó, thì mình cùng nhau so sánh hình dáng mũi trước phẫu thuật và sau phẫu thuật của chị khách hàng này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trang phẫu thuật Hàm Mỹ Bác Sĩ Long ạ. Mời mọi người theo dõi để được nhận nhiều ưu đãi hơn ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ.